Câu chuyện va chạm giao thông sau đó xảy ra xô xát không phải là mới, mà trái lại có vẻ như ngày càng phổ biến. Nhẹ thì chỉ là những to tiếng đơn thuần, còn nặng thì là hành hung, thậm chí là sử dụng cả hung khí để giải quyết mâu thuẫn, để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Với mong muốn góp phần tăng cường hiểu biết về luật an toàn giao thông trong cộng đồng, hạn chế tối đa những hậu quả nghiêm trọng sau va chạm giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành tuyên truyền về luật an toàn giao thông tại một số trường trên địa bàn thành phố. Ghi nhận của bản tin 141. Em đã bao giờ gặp phải tình huống xô xát hành hung sau va chạm giao thông chưa? Khi tham gia giao thông thì em cũng gặp một vài tình huống như thế. Khi đi xe điện là trong ngõ thì người kia đi ra, xong rồi va chạm vào nhau, người kia cũng bốc còi nên xô xát nhau tí ạ. Em đang ra xe từ trong ngõ ra thì có một người đi cùng đi đúng chiều rồi ạ. Thì là người ta đi qua thì em đi lên thì em không bóc quả là người ta đâm vào em. Nếu gặp tình huống xô xát xảy ra sau quá trình va chạm giao thông, em sẽ làm gì? Em cũng không biết. Sẽ sợ quá mà chạy mất thôi. Phải làm sao để giải quyết xô xát một cách ôn hòa nếu xảy ra va chạm giao thông? Cần xử lý như thế nào nếu bị người khác gây gổ, khiêu khích trong quá trình tham gia giao thông? Đó chính là những băn khoăn thắc mắc được các bạn học sinh đưa ra trong một buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội tổ chức tại huyện Ba Vì. Những câu hỏi này đã được các chiến sĩ giải đáp một cách dễ hiểu, gần gũi cho các em thông qua những tình huống giả định. Gặp tình huống đấy thì cháu sẽ cố gắng là hòa giải và không dẫn đến đánh nhau. Đối với bản thân em là khi gặp những tình huống như xô xát thì em sẽ, nếu mà người lớn tuổi hơn mình sẽ xin lỗi người ta và hỏi thăm xem có bị xô xát gì không ạ. Còn nếu mà bằng tuổi em thì em sẽ bình tĩnh giải quyết những mâu thuẫn, thì mình sẽ hỏi bạn có bị làm sao không và sẽ xin lỗi nếu cần thiết. Không chỉ được chia sẻ những kỹ năng xử lý tình huống thiết thực, hơn 400 em học sinh trường Trung học cơ sở Tây Đằng còn được giao lưu trực tiếp cùng các cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông về kiến thức của luật an toàn giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, buổi tuyên truyền cũng sẽ giúp các thầy cô trong việc cải thiện chất lượng giáo án giảng dạy về luật an toàn giao thông trên bục giảng. Nhà trường cũng ở cái điểm giao thông rất là nóng và hàng thường xuyên cũng tuyên truyền thông qua các tiết học về an toàn giao thông và các hoạt động ngoại khóa cũng như thông qua giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường cũng rất mong muốn có những buổi tuyên truyền này, thực tế là qua tiếp thu nội dung tuyên truyền các đồng chí cảnh sát giao thông tuyên truyền thì thầy và trò nhà trường cũng rất là hào hứng và thấy là cũng rất hữu ích. Chỉ sau gần một tiếng tham gia buổi tuyên truyền, giờ đây nhiều em học sinh đã có thể tự tin tham gia giao thông một cách an toàn và đúng luật. Không những vậy, sau đây các em cũng sẽ trở thành những tuyên truyền viên hữu ích về luật an toàn giao thông tại gia đình cũng như trong địa bàn khu dân cư nơi sinh sống.